Chào mừng các bạn đến với kênh Tâm sự cuộc sống. Mời các bạn nghe câu chuyện Đánh mất tri kỷ vì sợ có lỗi với gia đình. Tôi bị trầm cảm sau sinh vì sinh thêm con ngoài dự tính. Cô bạn thân lôi tôi vào ứng dụng hát hò giải trí trên mạng. Tôi gặp anh ở ứng dụng này. Anh hơn tôi 4 tuổi, ly hôn đã lâu và nuôi con một mình. Chúng tôi chơi chung với một nhóm bạn. Sau vài lần gặp gỡ, anh chủ động cho tôi số điện thoại, bảo khi nào cần cứ nhắn, anh sẽ vào hát hoặc trò chuyện cùng tôi. Anh làm việc ở nhà nên chủ động thời gian. Vì con còn nhỏ nên tôi cũng ít vào. Bẵng đi một thời gian khá lâu, một lần tôi vào ứng dụng, tình cờ gặp anh. Anh rất vui, xin số tôi liên lạc và kết bạn trên chat. Hàng ngày anh nhắn một vài tin thăm hỏi, chủ yếu là về công việc và cuộc sống. Tôi coi anh như một người bạn. Rồi tôi gặp sự cố, chồng suýt ngoại tình vì tôi bị lãnh cảm. Tôi suy sụp, rối loạn cảm xúc và lo âu, trầm cảm trở lại. Anh đã ở bên tôi, kéo tôi ra khỏi những tháng ngày tăm tối đó. Anh luôn khuyên tôi nên tha thứ cho chồng để các con có một gia đình trọn vẹn. Đừng như anh không tha thứ được cho vợ nên dù bù đắp cho các con mọi thứ vẫn thấy có lỗi với con, vợ anh cũng ngoại tình. Khi tôi cân bằng được cuộc sống cũng là lúc thấy bất an về mối quan hệ này. Tôi lấy lý do và chủ động dừng liên lạc với anh. Anh đồng ý nhưng được một thời gian lại liên lạc lại. Cứ như vậy mấy lần, đến nay đã hơn 4 năm tôi và anh nói chuyện với nhau. Biết tôi gần như quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ đường hướng trong nhà cho tới đối nội, đối ngoại, nuôi nấng, dạy dỗ con cái học hành nên anh hay chia sẻ cùng. Thường thường tôi sẽ nhắn tin và anh đọc rồi trao đổi khi tôi có thể nói chuyện được. Thú thật là nói chuyện với anh hàng ngày, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn và sức khỏe được cải thiện, nhưng tôi không muốn phụ thuộc, hơn nữa vẫn cảm thấy có lỗi với gia đình. Dịp Tết vừa rồi, tôi chủ động dừng lại, anh có ý níu kéo. Anh bảo tôi cứ coi anh như một người bạn, anh sẽ đồng hành cùng trong cuộc sống và không làm gì tổn hại đến gia đình tôi. Tôi dứt khoát không nói chuyện nữa, cảm thấy có lỗi và rất bất an, sợ rồi mình sẽ có tình cảm với anh nên nhất quyết dừng lại. Anh có phần níu kéo. Vì bất an nên tôi đã có những lời lẽ xúc phạm anh, rằng anh biết tôi có gia đình mà vẫn cố tình tiếp cận, rằng tôi vì nói chuyện với anh mà thấy có lỗi với mọi người. Tôi bảo anh làm cuộc sống của tôi bế tắc. Hơn 2 tuần nay anh im lặng, không thanh minh, không giải thích. Tôi biết anh đã tổn thương rất nhiều nhưng cũng không thể làm gì khác được. Với tính cách của anh, tôi biết mình đã mất đi một người bạn tốt, cuộc sống mà, mọi lựa chọn đều rất khó khăn, tôi biết làm sao cho vẹn cả đôi đường. Viết những dòng này để tôi bớt những cảm xúc không thể gọi tên ở trong lòng. Tôi thật sự muốn gửi tới anh một lời xin lỗi dù biết anh không bao giờ đọc được. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy bấm theo dõi kênh để được nghe những câu chuyện mới nhất nhé.